Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc đòi tòa thánh bồi thường cho nạn nhân bị lạm dụng lao động ở Ái Nhĩ Lan. Theo tin từ Dublin Island, hàng ngàn phụ nữ, con gái, có bé gái mới 9 tuổi đã bị cưỡng bách lao động tại các nhà giặt khét tiếng Magdalene Laundries ở Ireland. Qua bản phúc trình gay gắt của Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban đòi Tòa Thánh Vatican mở cuộc điều tra đối với các định chế giống như Magdalene Laundries và bồi thường cho nạn nhân. Những nữ tu công giáo điều hành Magdalene Laundries bị tố cáo đã đối xử với phụ nữ trong cơ sở giống như nô lệ từ thế kỷ 20. Chính phủ Ireland đã chính thức xin lỗi nạn nhân trong tháng 2 năm 2013 sau khi một bản phúc trình dày 1.000 trang kết luận chính phủ cũng có liên hệ với cơ sở Magdalene Laundries. Ít nhất đã có 4 phụ nữ đã bị chính quyền dùng vũ lực đưa tới cơ sở Magdalene Laundries. Trong tháng 6 năm ngoái, chính phủ Ireland đã bồi thường 58 triệu euro cho hàng trăm phụ nữ còn sống sót trong cơ sở công giáo này. Trung bình, số người chết là 1 trên 10, 1 phần 10 có người chết mới 15 tuổi. Magdalene Laundries làm việc trên căn bản thương mại, nhận giặt đồ nỉ, áo quần của các cơ quan nhà nước, các công ty tư nhân và cá nhân. Cơ sở giặt lấy tên bà Mary Magdalene là một phụ nữ sa đọa, sau đó tin Chúa và thành lập một cơ sở phục hồi gái mại dâm cách đây 150 năm. Sau đó mở rộng hoạt động và được coi là nơi chăm sóc cho những phụ nữ không có hôn nhân, những phụ nữ trẻ bị các giáo phận coi là mất bình thường. Nhưng những phụ nữ bị đưa vào đây coi như ở tù lao động khổ sai chung thân, tiền lương của họ tính vào tiền họ ăn ở, không nhận được một đồng lương nào. Nhà xã hội học Nia McElwee từng viết rằng các cơ sở Magdalene là nơi đáng kinh sợ nhất trên thế giới, nằm đằng sau những bức tường tu viện.